Xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại cũng nội dung mới trên kênh Bảng Em. Hôm nay thì cháu được rất là vui mừng các bác ạ. Khi mà ngày chỉ còn một ngày nữa thôi là cũng đến ngày là năm mới rồi. Và ở đây thì đặc biệt là hiện tại là có tất cả đầy đủ các bạn nhỏ hiện tại là cháu được đang đi chia sẻ luôn các bác. Có thể là bây giờ cháu được xin được phép là giới thiệu lại từng cái thành viên một cô bác nhé. Đây thì là cháu của cháu lưng này cô bác này. Đây, quay tay chào ông bà đi. Bình Ngân, quay tay nữa. Con chào ông các bà. Rồi nào, bé Hiếu quay tay nào. Quay tay. Đấy. Con chào ông các bà. Rồi nào. Rồi nào bông, con chào ông à. Có vẻ như là thanh niên này chưa biết nói tiếng phổ thông lắm cô bác ạ. Ở bên này là bé cô bác thì bé Hiếu thì cũng là một con cảnh mà cháu được đang đi chia sẻ. Còn ba cái bạn nhỏ này là con của nhà chú. Còn đây là em Quang. Anh nhớ là nếu mà như cô bác chỉ nói có theo dõi một số phim mà cháu được chia sẻ lên thì các bác cũng đã biết là hoàn cảnh và cái cuộc sống của em Quang đâu. Thế còn phía bên này là em Cương của bác. Đấy, hiện tại thì em Cương thì ngôi nhà của em Cương cũng đã xong hết mọi cái rồi các bác. Thành ra mọi cái là chúng tôi cũng đã công khai lên hết rồi. Đấy, còn bạn này là bạn hai bạn này là của nhà em chú của hai anh em Hải Sự. Đấy, còn phía bên này là em Hải nhá. Hôm nay thì anh em mình sẽ tổ chức làm cái tất niên nhá. Đấy, và đồng thời thì anh cũng sẽ trao cái phần quà của ba bé đấy là hai chị nhà mình là gửi cho các em. Đấy, ở đây thì là cái phần quà của cô bé cũng đã gửi cho Đức từ rất là lâu rồi các bác ạ. Đấy, đến hôm nay thì mới đến ngày mà gần đến ngày mà ngày Tết Nguyên Đán thì cháu được mới gửi cái phần quà này tới cho tất cả các bạn nhỏ ở đây. Đấy, và cũng đặc biệt là cũng có thêm cả cháu của cháu được các bác ạ. Bây giờ thì cháu sẽ gửi lại phần quà của bà bé trước. Ở đây thì bà bé thì sẽ cho tất cả các bạn nhỏ là mỗi bạn là 50.000. Còn như em xử với ông thì sẽ có thêm cả về phần cho ông bà nữa. Còn đây thì là sẽ một phần em Quang, em xử với em Quang sẽ để ở ra một số cô bác nhé, chứ để tránh trường hợp là một số cô bác nói rằng ở trên bình luận thì chúng tôi không có hở để tiền ra thì là sẽ nghĩ rằng là sẽ không có đủ số tiền. Đây đây là chị xin cho Quang nhé, đây là của ba bé nhá. Rồi đây đây là phần cô bé của bác nhé. Còn đây là phần của đây là phần của em Sử này. Đây phần này là phần của em Sử này nhé. Còn bây giờ là ông của Sử thì ở nhà này các em xuống đây hết rồi cô bác, thành ra là không có ai ở nhà cho nên là ông sẽ phải là ông sẽ ở nhà để mà làm sao mà xem trâu xem bò nữa. Phần ông của Sử thì là 500 ngàn cô bác nhé. Một tí thì Sử là cầm cho ông nhé. Đây, một tí là Sử cầm cho ông nhé. Cái này là của Hải nhá. Đây, cái này là của Hải nhá. Rồi. Đây là của bé Hiếu này. Đấy. Xin. Rồi em xin. Rồi. Còn cái phần này của bác này, phần này là phần của em rể của cháu Lực. Ở đây thì cũng có một số phần quà là sẽ của cả của bố mẹ cháu Lực nữa, cả em rể và em gái của cháu Lực nữa. Thế cho nên là khi mà cháu Lực nhận được của phần quà của em rể cháu Lực sẽ một tí nữa chị sẽ đem cho em rể sau. Phần quà của em rể là 200 ngàn. Đây còn có là phần quà của em gái cháu Lực nữa cô bác. Ở đây thì là em gái với lại em rể cháu Lực là bà bé là cho mỗi người là 200 ngàn. Đây, còn đây là phần quà của bé Linh Ân này quá này. Bé Linh Ân thì là 100 ngàn. Con xin. Rồi. Đây, cái phần quà này là phần quà của bà nội cháu Lực của bác ạ.
quà là phần quà của bố cho Lực các bác ạ. Còn cái này thì là phần quà của mẹ cho Lực. Thì những cái phần quà này thì cho Lực sẽ đem xuống là cho ông cho bà với lại bố mẹ cho Lực sau. Đây còn là phần quà này là phần quà của em Quân. Đây, đây là có cả phần quà của bà em Quân đó. Bà em Quân thì là cũng sẽ mở ra và sẽ nói là bao nhiêu. Đây, phần quà của bà em Quân là 250.000 thì một tí nữa là đem đi xuống cho ông cho bà nhé. Đây là ông của em cũng là 250.000 nhé. Đấy, còn ở đây thì bà cũng đã có cả cho em trong đó được các bác này. Còn đây là phần quà của Mong. Mong là ai hả? Đây đúng không? Đây là Mong đúng không? Đây Sơn này. Còn là phần quà này là phần quà của Mong này. Đây là Mong đúng không? Phần quà này là phần quà của Sơn là đây là của Sơn đúng không? Đây còn đây là Sơn này. Rồi đây còn đây là Bảnh này. Rồi còn phần quà này là phần quà của em Mạnh. Hôm nay thì cháu được đi xuống nhà của Mạnh ấy, thì đón được không qua ở nhà của bác ạ, thành ra không có đón được Mạnh lên. Hôm nay là đây là phần quà của Cương nhá. Đây rồi. Đấy, còn số còn lại thì sẽ là của phần quà của gia đình cháu Lực cũng như là gia đình của em gái. Thế thì cháu Lực sẽ đem đi xuống em gái và cho gửi cho bố mẹ cháu Lực sau. Đấy. Và cũng thay mặt là tất cả các em gửi một lời cảm ơn tới bà bé. Chúc bà và gia đình được sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì các em gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Rồi. Đấy, chúng con xin cảm ơn bà. Đấy. Chúng con xin cảm ơn bà. Đấy, nào, 1 2 3 nhá. Anh cũng 1 2 3 nhá. 1 2 3. Chúng con xin cảm ơn bà. Phần quà này là phần quà lì xì của bà ấy gửi nhá. Rồi. Đấy còn bây giờ thì đến phần quà của hai chị là Nguyệt Quý nhá. Đấy của hai chị Nguyệt Quý là sẽ gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bạn, 12 bạn là của cả em Mạnh nữa các bác ạ. Quà của hai chị là Nguyễn Thúy thì sẽ mỗi người là 200.000 của bác nhé. Tôi sẽ mở một cái phong bao lì xì trước đã. Đây ở đây là 200.000 của bác nhé. Đây là Sơn, đây Sơn nhé. Rồi đây là Quân này. Đây là của Sửa này. Rồi đây là của Hải nhé. Rồi đây là của bé Hiếu nhé. Hiếu đâu? Đâu? Hiếu đâu? Em xin. Rồi đây. Còn đây là phần quà của em Mạnh. Em Mạnh hôm nay không lên được đâu bác. Và phần quà của Bảy. Đây. Phần quà của Bảy đấy nhá. Rồi. Phần quà của em Cương này. Đây. Rồi phần quà của Bông đâu? Bông đâu? Bông đây đúng không? Rồi. Đây là của là Mông. Đây là Mông nhá. Rồi một tí thì mấy bạn nhỏ này là sửa xe cơm về cho chú nhá, sợ là làm rơi nhá. Rồi đây là của đây thanh niên này này. Đấy, còn đây là của em Quang này. Rồi còn ai nhỉ? Quân là được đúng không? Đây được đủ hết rồi đúng không? Đấy phần quà này không được đâu, lấy thanh niên thôi, không có phần quà này. Đấy còn là xé luôn rồi cô bác này. Còn phần quà của em Mạnh ấy thì chắc là cháu Đức sẽ gửi cho em Mạnh sau các bác nhé. Đây ở đây thì khi mà cháu Đức nhận được phần quà của các bác ấy thì là các bác có bảo cháu Đức là để ra một cái phong bao lì xì thì cho nó đẹp hơn và tất cả của các em thì ai cũng đều là có một cái mệnh giá mà như nhau cả. Đấy, chỉ trừ là mỗi là ông này thì sẽ là khác. Như ông của Sử thì là một mình ông là 500.000, còn ông của Quân thì là hai ông bà thì là mỗi người là 250. Ôi nào rơi hết rồi. Thế thì cho anh Sử anh cầm nhá. Đấy còn và hôm nay thì cháu Lực cũng gọi các em là đi xuống nhà cháu Lực
luôn mà thầy có những em thì chắc được là phải đi đón, ở nhà thì mới lên được đấy. Và thêm là một phần nữa thì chắc được có nhận được là của hai chị Nguyễn Thúy có gửi cho chắc được thêm. Triệu 078 ngàn, và trong đó thì sẽ mua là 4 cân lạp sườn để cho em Cương, là 2 cân lạp sườn và tí nữa cân về thì Cương về thì anh sẽ cho Cương sau nhá. Đấy. Còn cho em Quân là 1 cân lạp sườn, cho em Mạnh thêm là 1 cân lạp sườn. Cân lạp sườn thì tổng là 2.800.000 và còn dư là 9.278.000. Khoản này thì là hai chị có Nguyệt Thúy có bảo là cho được trích ra một chút để mà mua thức ăn cái ngày mà hôm nay thì cũng gọi là mấy anh em sẽ làm tất niên luôn các bác. Đấy, vừa rồi thì cho được cũng đã mua lên hết rồi, và bây giờ thì cho được xin thay mặt tất cả các em gửi một lời cảm ơn tới hai chị Nguyệt Thúy ở bên Mỹ. Chúc hai chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và năm cũ thì cũng đã qua rồi, năm mới thì chuẩn bị đến, thì chúc hai chị một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống hai chị nhé. Đấy, bây giờ thì các em hô là cảm ơn hai bác Nguyệt Thúy nhá. Rồi con xin cảm ơn hai bác Nguyệt Thúy nhá. Có vẻ như là đội này là vẫn còn nhỏ hơn một chút các bác ạ. Thế thì Quang là người lớn nhất thì Quang nói là con xin cảm ơn hai bác Nguyệt Thúy nhá. Bây giờ tất cả cùng nói nhá. Hô 1 2 3 nhá. 1 con cảm ơn hai bà Nguyệt Thúy nhá. Rồi 1 2 3. Hai bà Nguyệt Thúy. Rồi, có vẻ như là chỉ có Quang với lại Bảy là nói là nhiều thôi, còn là mấy bạn nhỏ còn lại thì hầu như là không có nói của bác. Đây, vừa rồi thì tôi cũng đã mua gọi là thức ăn thực phẩm lên đây mọi cái rồi. Đây thì tôi được mua là phải xem lại một chút thì mới nhớ của bác ạ, tại vì là tôi được ghi ở trên điện thoại. Đấy là tôi được trích của tiền của hai chị Nguyễn Thúy ra là để mua, là gồm có là gà này, hoa quả này, xúc xích này, và bánh chưng này, và rau này, và mua than để mà tí nó nướng gà, và mua nước này, và mua thêm là dầu ăn với lại thêm là những cái đồ mà tí nữa gọi là mấy anh em sẽ nấu cơm luôn. Đấy, bây giờ thì các bạn nhỏ này thì hầu như là không có làm được việc gì rồi, cho nên là cho là đi vào trong nhá. Đấy, bây giờ thì Quân là hộ bé Hữu cầm luôn nhá, không để tí sợ bé Hữu làm rơi nhá. Đấy, còn các bạn nhỏ này thì các bạn nhỏ này thì là em Hải là cầm nhá. Đấy, còn anh Sử thì đâu cho hai thanh niên để cầm nhá, một tí nữa thì đem đi về nhà cho bố mẹ nhá. Rồi anh cho anh cầm nhá. Đấy, còn Cương thì là lớn rồi tự cầm nhá. Đấy, bây giờ thì cho các anh cầm đi, xong là đi vào nhà xem TV tiếp. Tại vì một tí nữa ở đây nhá, cùng thế hay là chơi ở đây đi, không có xem TV nữa nhá, chơi ở đây đi. Tinh gần thì còn bóc ra hẳn luôn này cô bác này, cho bác cầm không, cho cầm luôn à. Đây tự cầm đi, bác không cầm đâu, bây giờ đừng để làm rơi nhá, đừng đi đâu chơi nhá, chơi ở đây thôi nhá. Đấy, chơi ở đây thôi. Hôm nay thì có thêm là một là người anh của lực sẽ đảm nhận là cái việc mà bếp núc một chút các bác. Tại vì các em thì chỉ có là em Quân này, em Hải đây, em Sử và thêm hai em nữa thì hộ nấu được không. Đây, bây giờ thì mấy anh em sẽ vào đây nhá. Chắc là than này chắc là mình phải đổ trước anh ở than đấy. Có cả bánh chưng nữa. Cái tất nhiên thì không thể thiếu được cả bánh chưng được các bác. Đây, và cũng chỗ này là cái chỗ mà khu mà trọ của chỗ lực đang ở đấy các bác. Được bao nhiêu đấy? Hả? Được bao nhiêu đấy? Nào, sân ra đây chú hỏi. Tổng tất cả hai cái phong bao đi xì là được bao nhiêu? Được bao nhiêu tiền? Chưa mở ra, thiết mở ra xem nào. Mở ra thì trong tất cả là cái hai cái phong bao đi xì được bao nhiêu? Của Quang là được bao nhiêu? Biết đếm không? Đây. Chỗ này là 50.000 chứ? Chỗ này là 50.000 đúng không? Đấy, tí nữa thì em nói sai các bác, đây là 50.000 nhá. Đây, phần quà của bà tặng là người bà bé là bà ấy gửi
Đây, cất vào đây. Thế còn một cái phong bao lì xì nữa là được bao nhiêu? Quang để nói xem nào. Quang này tí về là cho bố nhá. Rồi. Ôi. À, điều anh lấy giấy đâu? Đây là giấy học sinh nhá. Đấy, Quang là được 200 ngàn, 250 ngàn đúng không? Của bà bé là 50 ngàn, của hai chị thì là 200 ngàn. Nào, chiếu cho các em là ngồi đây luôn, tại vì chỗ này cũng khá là sạch rồi các bác ạ. Vừa rồi thì nó cứ quét rồi còn gào rồi. Đây đây có những cái bảng đã bóc ở trong nhà em. Nhưng mà bây giờ anh mình ướp nước gà trước anh nhỉ? Có hàn rổ đây anh ạ. Rồi. Vâng. Có sửa đi vào kia để đánh tóc điện ra. Đây để anh em mình làm chí nhất luôn đây. Cây lại nó cây quay lại nó cũng bác ạ. Đây ở máy kho ra rồi này. Nhà khác được không ạ? Đây. Khu này đây khu này. Có máy kho rồi. Đây máy kho. Đây là đấy phần ở đây trong trong xuống đất thôi. Đấy phải nhá. Các bạn nhỏ thì hầu như là bé quá là không có làm được cho cháu đi đâu nào, đi ra bên này luôn. chơi
của bé hôm nay sẽ là ngày một cái ngày mà phải nói là các em khá đáng nhớ luôn cô bác ạ. À, hầu như là chưa có lần nào mà các em đã như vậy cả. Đúng rồi. Thử thì đã từng bao giờ ăn như vậy chưa? Chưa đâu à? Thế đã nhìn thấy cái bánh trưng chưa? Một tí nữa thì mấy anh em mình ăn thử nhá. Rồi. Đấy. Như là nhìn các cháu chơi với nhau rất là vui nhớ ra này. Đây vừa rồi thì khi mà chúng tôi nhìn những cháu chơi đùa nhau rất là vui. Ôi Quang thì đã bốc ra hết rồi à? Đã bốc ra hết rồi à? Thế là năm nay là qua được lì xì là 250.000 đấy nhờ. Đấy chỉ có hai đứa này là bốc ra đâu này các bác này. Nhân ngân thì bốc ra từ trước vòng hao mà như trong xem là có bao nhiêu thì bốc ra ấy. Ăn không hả? Ăn không? Ăn à? Đi một tí nữa mới ăn nhá. Ôi thằng kia còn thùng quá. Bây giờ mà cho các em ăn trước thì một tí nữa các em no thì sẽ không có ăn được không ăn được các bác ạ. Đồ thì tôi được mua đấy cũng khá là nhiều. Thế hai chị mình cũng có đặt được tôi được bảo là bữa hôm nay thì làm sao mà làm bữa tất niên mua cho các em ăn một bữa cho các em no nê. Ở đây thì những con tôm này chắc là các em chưa được nhìn thấy bao giờ cả. Một em xúc xích với lại tôm tại vì là trẻ con thì rất là hay, rất là xem xúc xích. Nhớ à, mà nhớ. Con này bạc nhỉ? Có vẻ như ai đang nhung nhớ nhau rồi. Để em bôi ra à, con này bạc hơn nhỉ? Thời tiết hôm nay thì có vẻ thì khá là nắng luôn các bạn. Mày quá nắng. Tên mà mưa thì lại đi chơi. Tên mà mưa này. Rau này thì hầu như là cũng bị hỏng hết rồi. Có mấy bắp cải, có mấy bắp thì hình như là có vẻ như có ai vào tỉa bớt đi chắc là thấy rộng rộng. Xem bà xúc xích đi các em. Xúc xích đi. Quân. Xiên á. Ờ, xúc xích cho mà ra nướng à? Nướng dần đấy. Vâng. Thế nào mà còn xiên đấy thì là mình nướng dần đi. Các cháu có vẻ như là rất là thích ăn quả được các bác nhưng mà cháu chưa thể cho các em ăn được. Tại vì cho các em ăn rồi thì một tí thôi, sợ rằng là sẽ không ăn được thức ăn, ăn được thịt được thà. Bây giờ mà còn bao nhiêu thì tí sẽ ăn hết bao nhiêu mà. Làm thế lúc nào cũng là lấy mình nướng xong. Cứ sọ kiểu này cũng được. Mình để lấy hớp thôi anh ơi, hớp thôi nhỉ. Tôm này để hớp để ngon hơn. Tôm này thì nó còn khá là to quá, tôm này to bằng là hai ngón tay luôn. Đập đầu tư với này, cái đào này chuyển tư với xuôi lên.
cái đào này phải chuyển từ gọi là từ xuôi lên rồi xin. Bây giờ thì đến đây xong là mình sửa đi. Đấy. Đấy. Bây giờ thì đang nướng xong phần gà rồi các bác. Tôm thì vừa rồi cũng đã hấp một trái rồi. Tôm thì cũng sẽ không có lấy để mà nướng nữa. Ôi ôi, anh nghe đây làm gì đấy? Gà bóng đêm à? Sắp thành gà bóng đêm đấy. Bây giờ thì Hải dọn dẹp cái này nhá. Đây cùng cái này bác Nhiên này thì dọn dẹp cái này nhá. Cái bông gì đây? Thế nào? Bây giờ rất là nhiều bông đấy nhờ. Đấy, các bạn biết tác dụng của phụ nữ như thế này này. Và chẳng gì. Nào các bạn nhỏ ngồi đây đi, ngồi đây này, ngồi đây đi, 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 đây để anh xử lý thôi. Anh bánh trưng nào chắc bánh trưng đĩa đĩa lên nhỉ? Nhưng mà còn đâu? Bây giờ thì sẽ lấy bỏ ra lá chuối luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho vào cái bát nhỏ này. Bây giờ đây người của anh nhé, của anh lấy quả ra đây ra đây, quả ra đây. Đấy các bạn nhỏ là hôm nay là chỉ có việc chơi thôi. Đấy, thực sự ra thì nếu mà hôm nay có cánh chị em phụ nữ thì có thể là giúp thái thái hộp quả hay là quả hộp quả, nhưng mà thôi thì mình định đành tự lực cánh sinh lại sự nghiệp phụ nữ thì là tốt hơn. Xếp ra thì cũng rất là đẹp luôn. Miếng nào ra mình lấy. Bày cũng biết bày hết đấy. Con lọ thì mấy anh em nấu thức ra thì là cũng tự nấu. Sửa nhớ cái chậm. Có dao à? Có dao là mình có hai cái đâu nhỉ? Cho nó cho cơm một cái. Cơm à? Được rồi. Ở đây đẹp. Lấy rửa đi. Mình nhớ nó quả lấy rửa ra đây. Ra đây, ra to đấy, ra đấy. Anh ra, định làm gì đây? Xem anh à? Hả? Ra to, 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 ra to
Nào lấy sổ quả đây. Rồi. Nào đừng có giấm lên đây nha. Đừng có giấm lên trên này nha. Đừng có giấm lên trên này nha. Hôm nay thì hoa quả mình cũng mua lên khá là nhiều, bang một tí nữa thì sẽ phải gói túi bóng cho các em là chia, các em là mỗi người về một chút. Xong rồi tí sử dụng ra luôn nhé. Lấy chặt xong rồi tí mình bỏ vào đây luôn. Còn những hoa quả thì chắc là mình để vào rổ thôi nhỉ. Hoa quả ấy. Còn như ông của các em, ông với bà ấy thì là một tí nữa cháu được vừa gói thì là sẽ bảo là gói mang về thêm cô bác nhé. Ai ai cũng có phần cả. Cái gì đang hiếu hả? Hiếu thì bắt đầu hòa nhập cộng đồng một chút rồi. Có lẽ là nhìn thấy các cháu là thứ, nhìn các chú là thái ra xong là có khi là giỏ rãi rồi. Cho mỗi người một miếng đã. Nào đây này, cho một miếng này, Quang này. Rồi, nào Linh Ân. Rồi. Đấy, mỗi người một miếng đã. Đây, bông. Đây, bông. Đây, máy. Đấy, máy bắt nhỏ sẽ được ưu tiên hơn. Còn các anh lớn lớn chút rồi sẽ không được ưu tiên nữa. Ôi chặt. Anh, rơi rồi. Lấy cho chúng một cái đĩa. Đĩa mà ảo lắm. Không ạ, không ạ. Không ạ. Nhưng mà chắc là chúng tôi chắc là 4 rồi nhỉ. Đang. Chắc là 4 rồi. Chắc là 4 nên sổ to quá không anh? Thì sợ đấy, chắc nhỏ quá là sang lắm. Chắc là 4 thì sổ to quá anh? Có chỉ là 4 rồi nhỏ đấy. Thank you.
một tí một khanh nữa thì mình lại cắt ra để đem cho chia các em mang về cho ông bà. Bây giờ thì mình sẽ chia luôn. Quân thì chạy đi sang nhà chủ quán đi, cho anh là chịu chơi thêm bánh đậu đỏ. Đậu đỏ nhá. Mua lên một nhá. Vậy à?
phần này về cho ông bà ấy. Đúng là chung các ông chủ đấy. Còn thêm một tí thịt gà nữa thôi. Nào Ly Ngân, thu được xé. Thu được xé rồi nhá. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Vâng ạ. Quan lau lau mũi cho em một tí. Thầy giấy hiền, giấy hiền. À, Hải lau cho đi. Thầy lau mũi cho em. Xem là bạn nào thò thò mũi thì lau lau đi. Có vẻ như là nhìn thấy các cháu hôm qua chắc cũng trong bụng chắc là cũng cột cột một chút rồi, không thấy ai nói gì, im xe rồi. Bây giờ mà cho các cháu ăn quả nhiều quá thì một tí lại không ăn được thì biết là, cho nên là quyết định là sẽ cho các cháu là chỉ có ngồi xem cháu kèm nào một tí mới ăn được.
của em Cương nhá, tí là để xem cho bà nhá. Còn cái này là của em Mạnh, thì một tí nữa cho xé. Em xuống thêm mẹ sau. Vừa hôm nay thì thật sự ra là thiếu em Mạnh thì cũng gọi là thiếu nhiều một cái hoàn cảnh mà chú Đức đang chia sẻ hiện tại. Em Mạnh thì đã hôm nay là chắc là cùng ông Vân đi đâu làm, thì ra là cũng ở nhà. Chú Đức đi tìm xuống đi, cũng tìm khắp thôn rồi mà không thấy ông ở đâu. Cứ đi hỏi thì mỗi người chỉ ra một cướp. Phần này thì sẽ để cho Mạnh với lại ông, chú Đức sẽ để khác. Nào đến gần con xé mà, đi gần. Đây về, đây về đi em. Đây, để đây. Ồ, còn một chân em chưa chặt cái. Sưới con, quả nó dấu đi sưới. Dấu đi. Rồi chân đầu tiên đi luôn. Nào, con lăn bụng, con lăn bụng, để đây con lăn bụng. Để đây con lăn bụng. Vậy, các bạn nhỏ này là hơi gần tí nữa đây là xếp lên khó. Ngồi đây, tí nữa ngồi đây. Ngồi lên cao một chút. Đấy. Xé ra đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, đây. Anh em vào ngồi đây.
Nào các em thì cứ vào ngồi đi. Đấy. Quân thì bị bệnh yếu trong một tuần đấy, kể là chăm em luôn. Yêu này mà. Đấy, rót ra cho các em là thêm nước luôn đi. Thái. Thái cốc vào đây cho anh. Để chọn là Coca này, nên rất là cốc. Có bao nhiêu thì bắt được rót được ở bên đấy rồi. Bây giờ chắc là người lớn chắc là phải luôn bóc gương con tôm này ạ. Bóc là quân ấy bóc tôm rồi anh chị anh ơi, anh của em bóc tôm ấy, tại vì là đội này chắc là chưa ai biết ra là bóc tôm bây giờ nào. Đây thì không phải là nói các em gì đâu các, nhưng mà thực sự nó là như vậy, cho nên là nó đừng mới nói lên điều này. Các em thì coi như là em, cho nên là có gì là chúng mình sẽ nói luôn và dạy bảo các em là từng là chút một. Đấy, lúc này rồi các bạn nên kiểu là ngủ đấy các bác ạ, chúng ta mới bơm đồng ngủ đấy. Đấy, đầy quá. Đó đi, rót cho nó đầy đi. Đó mà cũng cặp ly. Đây, quên. Cho bé Hiếu rồi, lấy cái bếp ăn nước ra ngoài đi. Lấy cái bếp kia rót đi. Đấy, một quán này, một quán này. Đây. Đó ở bên đấy nhá. Quay thế kia chưa có đúng không? Chưa có đúng không? Thôi bây giờ, tao đi dọc. Đâu đây, đây, Hải, tao xuống dưới đi, tao sẽ về đi. Bóc tôm là chắc là phải bóc cho các em luôn các bác ạ. Đây bánh trưng của đây nhá. Đây đủ bánh trưng chưa? Cái đây đủ bánh trưng chưa? Chưa đủ đúng không? Đây của Hải đây. Đây. Của Quang này, của Quân, của Chú. Đây rồi đúng không? Tôm mình sẽ phải là bóc từng con một cho các cháu luôn các bác ạ. Không thể vội đâu. Quân liệu nào cướp sử dụng thêm bóc đi, bóc đi. Các em thì lớn rồi sẽ không nhìn dây bóc nhá. Ôi, lỏng. Ai bóc đi em? Nhặt tôi bóc đi. Các bạn một tí nữa nhìn nhá, nhìn nhá. Các bạn ở trên vùng cao thì hầu như là nhìn một cái là biết ra là sẽ biết làm. Thanh niên này, hai anh niên kia, nhặt bóc tôm đi. Đỡ rồi, đừng để anh phải nói nữa. Còn là những bạn nhỏ rồi. Đấy. Cho là kia luôn. Đúng rồi, bóc xong rồi cho vào đĩa cho các cháu ở đây. Chưa? Này thanh niên kia bóc được chưa? Chưa bóc chưa? Đâu có nhé, đâu. Đấy, còn thằng thanh niên nào đấy nhỉ? Quên là bóc đúng không? Đấy, các bạn thịt, các bạn ở đĩa sẽ cắt thịt á. Đấy, xong là sẽ ăn chơi đồng đĩa luôn nhé, hôm nay. Đấy. Đây, mỗi người là một miếng cà đó. Nào, Quân gắp cho... Hải, Hải gắp cho các em nhé. Đây, anh ơi, chén đây anh ơi. Hãy ăn thử bánh trưng xem là cảm giác là như nào. Đấy, ăn xem nào.
Rồi, bây giờ ăn rồi. Đấy, bây giờ thì chúng tôi cũng xin mời tất cả quý ông bà của quý chị là cùng mấy anh em đi vào tân niên của bác nhé, của phố luôn. Đấy, Linh ơi, mời trong các bà đi. Được, mời trong các bà cơ. Rồi, đấy. Chơi đồ ngủ miếng hôm trước rồi, đấy, bây giờ đi ăn đi. Đấy nào, Quân nào. Đúng, Quân xin mời tất cả các bà của quý chị cùng vào đặc tư vào thôi. Nào, đấy, bác. Sao mà hãy quên được chưa? Thôi lên cái mặt cô đến với tao đi. Cho xin mời các ông các bà ăn cơm ạ. Hôm nay thì rất là may là có thêm một người anh để mà có lực đầu cơ về để cho các em. Thế bây giờ thì anh ăn đi nào. Cá đi. Nào Linh Ngân ăn bánh trưng đi. Ăn bánh trưng. Các em thì các em mới cháu mới ăn được. Anh cũng nhầm đũa thôi. Ô thằng này thích cầm chưa? Đấy như này mà. Ừ. Có vẻ là hôm nay chơi hẳn một phần. Thế cho nên là hơi to một chút của bác, rất là mong các bác sẽ thông cảm. Này, và hôm nay thì cũng xin cảm ơn tới hai chị Quỳnh Thúy đã tài trợ cho cái bữa ăn này của tất cả của mấy anh em cũng như là các bạn ở trên cao của bác ạ. Hôm nay thì có khá là đông đủ thôi. Đấy, vừa rồi thì cháu cũng đã gói những cái sức thức ăn để cho em Mạnh này hay là cho ông bà của các em đem về nữa. Đấy, xử ăn đi, ăn cảm nhận bánh trưng đi. Hải ăn bánh trưng thì như nào? Ngon à? Ăn tôm thế nào? Ăn tôm thì như nào? Non à, đi ăn xong là tí bóp nhá. Rồi. Ăn là bánh trưng có vẻ như là khá là đậm đà một chút quá. Rồi, các khó quá thì thôi dùng tay con ạ. Quan thì có vẻ như cô bác ạ. Bây giờ thì hoàn toàn là dùng cái đôi tay cái tay trái của mình hết cả. Anh xin đi qua nhé. Dạ. Dạ không chụp chụp. Anh ăn đi anh. Đấy, để một tí anh em mình sẽ bóc sau. Đấy, còn cơm thì chắc là bóc thì cho các bạn nhỏ này người thì bạn nhỏ hết cả. Thanh niên này thì còn hơi to đây. Bóc cho mỗi người thêm là tại cái nhà trường nha. Đây thì ai ai cũng khá đói rồi các bác ạ. Tôm này thì mua tôm lúc còn tươi luôn, nhưng mà tươi thì cũng tươi cấp đông rồi. Ở đây thì nếu mà có để mà tôm mà tươi mà đang ở trong nước thì chắc là trên này là khó các bác ạ. Chúng ta cấp đông thì chúng ta mới để lên. Làm được. Cảm ơn hai chị nhà Quỳnh Thúy rất là nhiều đã tài trợ cái phần bữa ăn này của bác nhé. Cho một chút một chút chanh đi. Đưa con tôm à? Bé Linh Ngân của nhà em gái ơi, cô bác, bé em, xin tên tôm ấy.
đỡ lắm. Hôm mai bị nhà chị đấy hả? Lâu rồi. Gắp thêm một miếng nữa hả nhá, hết chưa? Thưa bà. Đấy, nào ra đi. À, cho camera mới ăn miếng. Rồi đói. Qua này thì có vẻ như là ăn đang trong trong như kiểu em ấy rất là cùng bác ạ. Mấy con thấy em cũng có nước hay là có làm kèm bánh thì kèm bánh đấy chưa? Quang ăn đi bánh trưng không? Ăn thêm không? Thôi à? Đấy hết chưa? Bánh trưng nhá, xong rồi thịt gà nhá. Đây, chả mực xúc xích này. Đây, đây chúng ta cho này. Đây. Đấy. Xích này. Đấy. Quay phải ăn uống à, ăn hết thì mới cho nghỉ nhá. Hải, gắp cho Hải nhá. Gắp cho các em Quân gắp nhá. Ăn hết thì mới được nghỉ nhá. Quay hết là không được nghỉ nhá. Rồi đây. Hải, gắp lên cho các bạn bên dưới nhá. Các em bên dưới. Hải có quả giò nữa này. Quên mất. Giò. Đây. Đấy, gió đây. Sao ấy hả? Có vẻ như là chắc là cũng quá giờ ngủ quá, nhưng mà ở nhà thì các em là các cháu là không có ngủ đâu các bác ạ. Còn bây giờ thì đây là những các em này, các bạn nhỏ thì cùng đồng hành hô là cảm ơn hai chị người tí nhá. Nhá. Cương ngồi chị xem này tí. Ăn hết chưa? Đấy. Ăn hết ở trong mồm chưa? Nào đi cơ, ngừng ngắn nhá. Đấy, làm cái đường nhá. Rồi. Rồi, ăn hết ở trong mồm nhá. Rồi. Nào, ăn hết ở trong mồm chưa? Rồi, xuống nè. Đấy. Nào, xuống nè nhá. Đấy, để tôm đây đã. Để tôm đây đã. Để tôm nè. Chúng ta xin cảm ơn hai chị rất nhiều. Rồi. Đây, có lẽ là cái thước phim này cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Hãy cho bài cháu được cùng các em là kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Và ăn uống một chút đó, có vẻ như là điều kiện vẫn còn đúng không? Và các em có vẻ hơi ngại một chút cô bác ạ. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video. Còn bây giờ thì cháu xin được nói lời hẹn gặp lại video 3 phần mình tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào cô bác. Xin chào tất cả các bạn.